Xin kính chào quý vị khán giả trên kênh VTV thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân số 1 Trần Thủ Đô để tiếp tục theo dõi các trận đấu tại giải bóng đá VTV Cup lần thứ 4 năm 2024. Đây là cuộc đối đầu ở bảng B. Trước mặt chúng ta đó là SC Liên Quân Tân Hưng và SC TFC. Các đội bên phía SC TFC sẽ bảo vệ phía tay trái mình các bạn. Còn Liên Quân Tân Hưng sẽ bảo vệ phía tay phải. Và như vậy là một trận đấu bắt đầu. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng của hai đội. Khi ở vòng đấu thứ nhất thì cả hai đội đã để thua ở vòng đấu mở màn. Ngay những trận đấu đầu tiên thì cái đội Liên Quân Hưng lại sẽ có quả đá phạt. Để tiện cho quý vị theo dõi, mình xin giới thiệu đội ra sân của hai đội. Bên phía FC TFC họ ra sân với thủ môn đang áo số 14 Bùi Xuân Tùng, với các cầu thủ số 4 Phùng Đức Hạnh, số 5 Phạm Minh Quang, số 11 Phạm Thanh Lâm, số 22 Hoàng Hữu Huy, số 24 Nguyễn Đức Dũng, số 30 Bùi Tiến Thành. Đó là ra sân của SC TFC. Còn bên phía Liên Quân Tân Hưng họ ra sân với các cầu thủ thủ môn mang áo số 96 Thanh Tùng, với các cầu thủ số 20 Giáp Văn Trường, số 14 Tuấn Anh, số 13 Minh Tuyên, số 15 Minh Tuyến, số 11 Kiên Nguyên, người mang đội trưởng số 7 Hưng Con, số 6 Trọng Nguyễn. Đó là đội dân của Liên Quân Tân Hưng. Như chia sẻ ở đầu trận thì cả hai đội đã để thua ở vòng đấu đầu tiên và họ phải quyết tâm ở trong trận đấu thứ hai này, một trận đấu sống còn với họ. Nếu như để thua thì họ chia tay ngay từ vòng bảng, rất là có thể xảy ra. Bóng đang chờ bại với TFC. Rất hay. Không được. Câu trả lời của Liên Quân Tân Hưng. Kiên Nguyễn. Trọng Nguyễn. Thanh Tùng. Tiếp tục là Thanh Tùng, Trọng Nguyễn. Họ đang đan bóng ở một sân nhà để lôi kéo các cầu thủ TFC lên phía trên. Trọng Nguyễn rất bình tĩnh. Họ đang chơi một đôi đá kiểm soát bóng, bóng ngắn với nhau. Trọng Nguyên rất hay. Trọng Nguyên thất bại. Quả sút đầu tiên của cầu thủ số 6 bên phía Liên Quân Tân Hưng. Trọng Nguyên. Đã có lỗi rồi.
và va chạm giữa hai cầu thủ mang áo số 11 và người bị phạm lỗi đó là Thanh Lâm. Tiến Thành, một bàn dứt điểm không trúng đích của Tiến Thành. Các bạn đã được theo dõi buổi tuần trực tiếp live stream trận đấu giữa FC TFG đối đầu với Liên Quan Tân Hưng tại vòng đấu thứ hai bảng C, từ lớp bảng B của giải bóng đá VFTV Cup lần thứ 4 năm 2024. Liên Quan Tân Hưng đang chơi rất hay, rất đẹp mắt và đàn bóng bóng ngắn rất hay của Liên Quan Tân Hưng. Tuấn Anh là người đá phạt góc. Tuấn Anh có một mái tóc rất là nổi bật trên sân. Dứt điểm ngay, go vào, bóng đi không trúng đích. Bên phía ngoài sân thì Lê Quang Hưng đang có những cổ động viên rất nhiệt thành. Và ngoài đường biết. Và chạy về rất hay vừa rồi là của Hưng Con, người đội trưởng bên phía Lê Quang Tân Hưng. Chúng ta đang nhìn thấy một đội bóng Lê Quang Hưng hướng đến một lối chơi bóng ngắn rất hay. Kiên Nguyễn rất tuyệt vời. Trọng Nguyễn, anh Kiên qua đấy, bọn ai Hưng qua đấy bắt nó không được. Đá biên dành cho Lê Quang Tân Hưng. Việc chơi bóng ngắn như này chúng ta nhìn thấy được những pha bóng mà bóng chết là rất ít. Trọng Nguyễn, người đang chơi ở khu vực tuyến giữa của Liên Quan Tân Hưng lúc này đó là Kiên Nguyễn. Không được. Vừa rồi là Vasoli bóng rồi, vừa rồi là có Minh Tuyến. Khả năng kiểm soát trái bóng của Lê Quang Hưng đang là 70%. Đá biên dành cho FC TFG. Xuân Tùng. Cơ hội. Cơ hội không vào. Vừa rồi là vào băng vào vòng lay của Hưng Con, ngôi đội trưởng bên phía Lê Quang Tân Hưng. Rất đáng tiếc là không có bàn thắng mà tỷ số trận đấu. Bầu trời vào thời điểm này trên sân số 1 Trần Thủ Độ là rất mát mẻ. Nó phù hợp cho điều kiện diễn ra trận đấu này. Một trận đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai đội. Đang có những vấn đề trang phục của bên phía FC TFG. Và phía FC TFG đã có sự thay đổi người. Bắc gì? Cầu thủ số 23 Nguyễn Huy Hoàng vào sân. Nào trên này là Đào Duy Tân này. Thế là cầu thủ số 23 Đào Duy Tân vào sân. Một sự thay đổi người, người Bắc gì? Thanh Tùng. Tiếp tục là Thanh Tùng. Bên này.
điểm nhá. Đối chuyến rồi, đối chuyến. Các cầu thủ SCTFG đang gặp khó khăn trước Liên Quân Tân Hưng. Bóng trở lại với Thanh Tùng. Đây là cầu thủ bên phía kinh sợ, cầu thủ Liên Quân Tân Hưng. Đó là bàn xử lý của Hưng Con. Đá biên dành cho Liên Quân Tân Hưng. Bóng trả lại Hưng Con không. Tiếp tục là pha phá bóng đá biên dành cho Liên Quân Tân Hưng. Minh Tuyến sẽ là người đá biên. Minh Tuyến. Coi không vào, vẫn chưa vào. Đoàn phơi ở đáng tiếc. Minh Tuyến. Tuấn Anh. Một người mái tóc rất là lồi trội trên sân. Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Tuấn Anh. Anh đã động tác giả rất hay của Tuấn Anh. Không được. Sau đó là một pha bóng mà Tuấn Anh chuyển không chính xác. Số 4 không có thì chắc khả năng tay số 4 rồi. Một quả đá biên dành cho các đội bên phía Liên Quân Tân Hưng. Minh Tuyến được trả cho Tuấn Hưng, được lấy trả cho Tuấn Anh. Đây là Thanh Tùng. Bóng trả lại không được. Rất đáng tiếc mà mất tập trung của các cầu thủ bên phía SCTFG. Trọng Nguyễn. Đường chuyền rồi là của Hưng Con. Tuấn Anh. Trọng Nguyễn. Được trả về của Kiên Nguyễn cho Thanh Tùng. Tuấn Anh. Một lối chơi khiến cho đối thủ rất khó chịu luôn. Kiểm soát bóng và gần như không cho đội bóng chơi bóng. Đi bóng rất hay. Dứt điểm ngay không vào. Chúng ta vừa rồi nhưng mà đi bóng nhưng mà những lần chuyền bóng ngắn sau đó là phá ra chân nhanh. Sự xuất sắc của thủ môn vàng áo số 14 Sơn Tùng đã cứu thua dành cho TFG. Phạt góc dành cho Liên Quân Tân Hưng. Tuấn Anh là người đá phạt góc. Tuấn Anh. Cơi không được. Sơn Tùng. Tôi rất mong muốn sẽ đọc tên nhiều cầu thủ bên phía SCTFG. Rất hay và xử lý rất hay của Tuấn Anh. Một lượt chơi vô cùng khó chịu mà Liên Quân Tân Hưng tạo ra. Tuấn Anh là người chuyên đá biên, đá phạt góc dành cho Liên Quân Tân Hưng. Tuấn Anh. Không được.
Tiếp tục một quả đá biên nữa dành cho Liên Quân Tân Hưng. SCTFG đang gặp bốn bàn khó khăn nhưng gần như là không có trái bóng để chơi. Đánh đâu? Vẫn còn. Bóng vẫn nằm trong cuộc. Và xử lý thay. Vừa rồi là của Hưng Con. Đây là Hưng Con. Và trở về dành cho Thanh Tùng. Tuấn Anh. Rất khó chịu. Thanh Tùng. Tuấn Anh. Hưng Con. Và xử lý 1-2 rất hay. Không được. Không được. Vẫn còn. Cần đội Liên Quân Tân Hưng ngay lập tức họ đã vào nhanh để lấy bóng. Phản công dành cho Liên Quân Tân Hưng. Hưng Con. Vẫn là Hưng Con. Tuấn Anh. Không, đây là Tuấn Anh. Trọng Nguyễn. Vẫn là Trọng Nguyễn. Không được. Đang có một cầu thủ bên phía FC TFG làm sân. Một trận đấu mà việc đuổi theo bóng thôi cũng rất mệt rồi. Dành cho FC TFG. Và những bài cầu thủ số 7 Trần Tiến Dũng sẽ vào thay cho cầu thủ số 23 Đào Duy Tân. Sơn Tùng. Côi. Một pha ra vào rất hay của Thanh Tùng. Không trả lại chân của Minh Tuyến của Liên Quân Tân Hưng. Minh Tuyến. Tuấn Anh đã kịp thời bóng nó thành công. Hưng Con. Hưng Con rất hay. Vẫn là Hưng Con rất hay. Trọng Nguyễn. Vẫn là Trọng Nguyễn. Đường chuyển có vẻ bất bại cho tình huống vừa rồi. Đá có lỗi. Đá phạt dành cho các đội bên phía SCTFG. Đang người làm sân hình như đó là Kiên Nguyễn. Một quả đá phạt dành cho các đội bên phía SCTFG. Tuấn Anh. Hưng Con. Tuấn Anh.
mà cả đá luôn mà tính nguyên xin hướng con. Thanh Tùng được trả về của Trọng Nguyên dành cho Thanh Tùng. Minh Tuyền một trả về của Kiên Nguyên. Thanh Tùng rất nguy hiểm. Mất tận hai nhịp mà Sơn Tùng mới vẫn chưa thể trình thể được chơi bóng. Hồi đáng tiếc thì cũng vừa rồi. Thanh Tùng đây là Văn Trường. Được chuyển chính xác và xử lý bóng không được tốt, nhưng vừa rồi là pha phạm lỗi và một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân Tấn Hưng. Người vừa bị phạm lỗi vừa rồi đó là Văn Trường. Người rời sân đó là cầu thủ số 6 Trọng Nguyên và người phải thay cho anh đó là cầu thủ số 83 Đình Tuấn. Đình Tuấn sẽ chơi đúng vị trí mà Trọng Nguyễn để lại và xử lý rất hay và mà Bình Tuyến vừa rồi chạm bóng. Thanh Tùng một pha phá bóng an toàn chìa vào quả đá biên của Thanh Tùng. Và sút thẳng này và Thanh Tùng đang chân tập trung. Một thế trận mà lối chơi phòng ngự phản công của SCTFG, còn lối chơi kiểm soát bóng vẫn chưa thành công của Liên Quân Tân Hưng. Kiên Nguyên Tuấn Anh đường chuyền cho Đình Tuấn. Đúng là Đình Tuấn đang chơi đúng vị trí mà Trọng Nguyễn để lại. Tuấn Anh Cơi không kịp rồi. Và phá bóng ngay của Thanh Tùng với pháp băng lên trong tình huống vừa rồi là của Đức Dũng. Đá biên dành cho SCTFG. Không có gì nguy hiểm với không thành của Thanh Tùng. Tuấn Anh Thanh Tùng Văn Trường Hưng Con Đình Tuấn Hưng Còn đang về kéo bóng. Đình Tuấn vẫn là Đình Tuấn. Để có trọng tài đã vang lên một quả phát bóng, một quả đá phạt dành cho các đội bên phía SCTFG. Người đang đứng trước quả đá phạt này đó là Hữu Huy của đội số 22. Huy đã nhường cho đồng đội của mình. Đó là Trần Tiến Dũng. Người đá biên này là Tuấn Anh. Thanh Tùng. Tuấn Anh. Văn Trường. Tuấn Anh. Cố không vào.
Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ Lê Quang Tân Hưng, nhưng không có thể cầu thủ nào của Lê Quang Tân Hưng chạm vào được trái bóng. Và xử lý thay của Tuấn Anh. Hiệp 1 không còn nhiều thời gian nữa, tỷ số vẫn đang là không đều. Một cái trận mà Tuấn Anh Lê Quang Tân Hưng họ vẫn kiểm soát trái bóng tốt. Nhưng vấn đề của họ vào thời điểm này đó là ghi bàn. Quyền sát chạy bóng nhiều mà không ghi địa bàn rất dễ bị trả giá. Đây là Văn Trường, vẫn là Văn Trường, không có lỗi của SC Tiếp cả. Rất hay, Hưng Quang vào 1-0 dành cho cầu thủ Lê Quang Tân Hưng với pha dứt điểm rất hay của Hưng Quang. Tỷ số là 1-0 dành cho Lê Quang Tân Hưng. Và vào sút bằng lòng trong chân trái tuyệt vời của Hưng Con. Cuối cùng việc kiểm soát bóng đã thành công với Liên Quân Tân Hưng. Một pha dứt điểm rất tuyệt vời của Hưng Con. Bóng mà chuyển không cho ai cả của Tiến Dũng. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Kết thúc 1 tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Liên Quân Tân Hưng. Bàn thắng duy nhất của Hưng Con ghi ở cuối hiệp 1. Chúng ta tạm nghỉ khoảng 5 đến 10 phút để bước vào hiệp đấu thứ 2. Oh,
Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân số 1 Trần Thủ Độ để tiếp tục trận đấu thứ hai giữa hai đội Liên Quan Tân Hưng và SCTF. Kết thúc ngày 1, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Liên Quan Tân Hưng. Một điều một mà Liên Quan Tân Hưng họ kiểm soát bóng rất là nhiều và cuối cùng họ đã có bàn thắng mở tỷ số với dứt điểm rất đẳng cấp của Hưng Con. Ở trong trận đấu thứ hai này thì Liên Quan Tân Hưng sẽ bảo vệ phía tay trái mình các bạn. Bên phía FC TFG họ có rất nhiều chuyển thay đổi người ở đấu thứ hai này, ngay đầu hiệp 2. Người tránh trong khung thành đó là Thanh Tùng, người đang có bóng. Hưng Con, Thanh Tùng, Đình Tuấn, một chuyển cánh không thành công, hơi đáng tiếc. Đá biên dành cho các đội phía Lê Quân Tân Hưng. Cơ hội rất nguy hiểm, không vào. Rất may dành cho các đội bên phía TFG không nhận bàn thua thứ hai. Một quả đá phạt góc dành cho các đội bên phía Lê Quân Tân Hưng. Đường trở về dành cho Thanh Tùng. Thanh Tùng, tiếp tục là Thanh Tùng, Tuấn Anh, một mái tóc rất là lở bật trên sân, không có lỗi của TFG.
vẫn là cầu thủ áo xanh được trả về đánh cho Sơn Tùng. Cơ hội dành cho Liên Quân Tân Hưng, không được. Dứt điểm ngay, không vào. Những vũ khí lợi hại của Liên Quân Tân Hưng lúc này là rất xa. Gần với dứt điểm vừa rồi đó là Ban Trường Sơn Tùng. Và đi bóng rất hay của cầu thủ TFC. Một cơ bật rất hay là của Thanh Tùng với đường căng ngang vừa rồi là của Nhân Minh, chứ nó của Nhân Anh. Tuấn Anh không này không may không quay bạch rốp à? Đại biểu ngồi lên trên thì bọn mày phải dùng cái máy mà lái chứ. Hưng con, vẫn Hưng con. Tuấn Anh mở cái kia máng ra cất trong kia. Tất nhiên. Lên mạng nó có 15 phút mà nó con gần 2 tiếng cơ mà. Và bóng mà các cầu thủ bên phía TFC vẫn đang chơi rất hạn tập trung trong tình huống vừa rồi mà Lê Quang Tân Hưng tạo ra. Sóng gió về phía không thành của Sơn Tùng. Phản góc dành cho Lê Quang Tân Hưng. Dũng Thìn cầu thủ mang áo số mới vào trong tay người hiệp 2. Văn Trường không kịp. Phản công dành cho TFC. Cần phải nhanh hơn trong các lũ bên phía TFC, cần phải nhanh hơn. Nhưng mà quầy rất nhanh của Liên Quân Tân Hưng. Bóng đã làm cho chân của Liên Quân Tân Hưng. Đã có đế còi của trọng tài và một quả phạt dành cho Liên Quân Tân Hưng. Người đứng trước bóng lúc này đó là Tuấn Anh. Tuấn Anh vẫn chưa vào. Đấy là Dôn Thìn, vẫn là Dôn Thìn. Coi, coi không ơi. Rất đáng tiếc đường truyền này không cho ai cả. Các thủ Lê Quang Tân Hưng đang dồn ép các thủ VTFG rất là nhanh và gần như không cho đối phương lên bóng. Không được, vẫn là Lê Quang Tân Hưng rất hay. Vẫn là Lê Quang Tân Hưng dồn thêm coi. Dứt điểm ngay, không được. Đó là ba do chân của Tuấn Anh. Phần góc dành cho Liên Quân Tân Hưng. Ngay những phút đầu hiệp 2 thì Liên Quân Tân Hưng đang dồn ép đối thủ. Rất ngay, đó là quả đá của Hưng Con. Một những phút đầu hiệp 2 bung lồ của Liên Quân Tân Hưng. Sơn Tùng một bàn rất hay của Dôn Thìn, không thật sự là rất nghe thở mà Liên Quân Tân Hưng tạo ra. Đang là một đầu hiệp hai, Liên Quân Tân Hưng đã lùa Sơn Tùng.
đá biên dành cho cầu thủ SCTM cả. Một dàn cầu thủ trẻ trung của Lê Quang Tân Hưng đang chơi rất hay. Một pha bóng mà đường truyền không cho ai cả, rất đáng tiếc. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất may. Cầu thủ Lê Quang Hưng đang có một cầu thủ thòng ở một sân nhà. Vừa rồi là pha băng lên ngay của Nhật Anh nhưng không thành công. Hưng còn rất nhanh, coi không được. Một pha ra vào của Sơn Tùng là rất tốt. Đang có một cầu thủ ở bên phía Lê Quang Hưng làm sân, mình nói là Hưng con. Cầu thủ Lê Quang Hưng đang tạo ra bốn màn khó khăn cho SCTM cả. Nhưng họ vẫn chỉ ghi được bộ bàn mà thôi, bàn thắng của Hưng con. Một quả đá phạt dành cho Lê Quang Tân Hưng và người đứng trước bóng này là Tuấn Anh. Không, nhưng mà trọng tài đã trả bóng cho thủ môn Sơn Tùng. Sơn Tùng thủ môn bên phía SCTM họ đã trả lại bóng rất phèm đây dành cho Lê Quân Tân Hưng với và bắt của Thanh Tùng. Nguy hiểm. Hưng con và đến 1-1 nhưng vẫn thành công. Tuấn Anh. Tuấn Anh không được. Johnson, vẫn là Johnson. Hưng con, Tuấn Anh, Thanh Tùng. Một trận đấu mà các đội viên Lê Quang Tân Hưng chơi rất áp đảo. Thanh Tùng. Tuấn Anh. Người đang chơi thòng những phút vừa qua đó là Đình Tuấn. Và bắn mà đã bị bắt bài. Nhân Anh. Tiếp tục Nhân Anh. Đây là Dôn Thìn. Văn Trường. Coi không được. Nguy hiểm, vẫn chưa bầu. Nhân Anh. Nhân Anh đi bóng rất hay. Mà là Nhân Anh. Không được. Đình Tuấn. Tiếp tục được Đường Tuấn. Nguy hiểm không bao. Một bóng xuất thân của Sơn Tùng. Phản góc dành cho Lê Quang Tân Hưng. Bên phía ngoài sân để chuẩn bị có xuất thân đường ngoài của Lê Quang Tân Hưng. Nguy hiểm. Bên phía ngoài sân bây giờ thì Lê Quang Hưng có thay người. Hưng còn là người rời sân, người vào sân. Đó là cầu thủ mang áo số 37 Lai Huy.
vào bóng sút thẳng ngay của Lê Quang Tân Hưng. Phải bóng mặt Thanh Tùng ra vào hợp lý. Cần phải chơi tập trung hơn, không mặc dù Thanh Tùng không phải làm việc vất vả nhưng anh vẫn chơi hay trong khung thành của Lê Quang Tân Hưng. Ai đầu cầu môn với hai thủ môn Xuân Tùng cũng chơi hay của SCTF cả. Thanh Tùng vừa rồi cũng chơi rất tuyệt vời. Phần góc dành cho FCTF cả. Câu trả lời của Lê Quang Tân Hưng không được rồi. Đấy rồi. Đá biên dành cho Lê Quang Tân Hưng. Tuấn Anh. Quả đi bóng hay của Tuấn Anh. Đình Tuấn. Thanh Tùng. Cơi. Và bắt rất hay của Xuân Tùng. Bỏ ra vào hợp lý. Phạt đá phạt dành cho các đội viên SCTF cả. Và xử lý bất lầm của Xuân Tùng. Liệu Lê Quang Hưng có tập trung không? Không được rồi. Đây là Nhật Anh. Nhật Anh. Không được. Tuấn Anh đã phá bóng chịu quả đá biên. Một quả đá phạt góc dành cho TFG. Một đường chờ bóng vào trong không cho ai cả. Nhưng bóng đã đến đường bên dọc. Thanh Tùng. Bước một vẫn chưa thành công nhưng bóng vẫn làm cho chân của Liên Quân Tân Hưng. Đi bóng hơi dài. Vẫn còn. Và đi bóng là có Đình Tuấn. Một quả đá phạt góc dành cho các đội bên phía Liên Quân Tân Hưng. Dứt điểm ngay của Đình Tuấn. Rất nguy hiểm. Không bao. Vẫn chưa bao. Một pha bóng rất nguy hiểm. Không được. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Cầu thủ TFG đang chơi rất là lăng lổ và quyết tâm. Nguy hiểm. Rất may Sơn Tùng đã chơi tốt. Cố lên đã, cố lên, cố lên. Tuấn Anh. Tuấn Anh. Văn Trường. Lai Huy. Rất khó khi có rất đông các đồ áo đỏ ở bên trên. Các đồ áo đỏ đang chơi rất chắc chắn. Cho dù họ chưa tấn công nhưng họ lúc nào có một cầu thủ thòng ở vấn sân nha. Một trận đấu mà các cầu thủ bên phía Liên Quân Tân Hưng chơi rất tốt. Đá biên dành cho FCTF cả. Dứt điểm ngay. Nguy hiểm không vào. Đất vừa rồi đáng tiếc. Tuấn Anh. Đường chuyển hơi mạnh lên phía trên dành cho Lai Huy. Các thủ bên phía SCTFG đang bắt đầu họ bùng lên. Văn Trường. Không được. Đưa cho bạn đọc.
Và như vậy thì cầu thủ mang áo số 1 Anh Quân vào sân. Và người rời sân đó là cầu thủ số 12, số 20 Văn Trường. Văn Trường là người rời sân. Những sự thay đổi con người sẽ là sự thay đổi về mặt chiến thuật của Liên Quân Tân Hưng. Có trong thiên. Thì đây. Đó đang ăn luôn ở giữa sân đi. Một tuần. Không có con đếch còi trong tài, chỉ là một quả đá biên mà thôi. Đá biên dành cho cầu thủ Liên Quân Tân Hưng. Chậm lại quân không phải vội. Tuấn Anh, Thanh Tùng, Tín ơi. Và đây cũng bảo rất tốt, cơ hội dành cho Lê Quân Tân Hưng. Lai Huy, Anh Quân, đã biên dành cho Lê Quân Tân Hưng. Đánh đâu? Một quả đá bắn góc dành cho các đội Liên Quân Tân Hưng. Anh này chim còn bao nhiêu phút nữa hả anh? 6 phút nữa. 6 phút anh ạ. Trận đấu mà các đội Liên Quân Tân Hưng là chơi rất tốt. Nguy hiểm. Tuấn Anh. Đó là pha bóng của Thanh Tùng đánh cho Anh Quân. Tuấn Anh ơi, chuyển xe xuống trong công của Nam. Nguy hiểm. Rất may. Anh Quân đánh cho Lai Châu. Lai Châu, Lai Huy. Một quả đá phạt dành cho các đội bên phía FC TF cả. Còn khoảng 5 phút nữa để cho các đội bên phía FC TF cả. Họ có 3 thắng các bạn một đều. Cơ hội là không phải là không có với FC TF cả, nhưng vấn đề là họ phải chất chiêu đó. Cách biệt chỉ là một bàn thôi. Cho nên là Lê Quân Hưng cần phải ghi thêm bàn nữa mới chắc chắn được chiến thắng. Thời gian chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Nguy hiểm. Rất may là bóng đi hơi cao. Bóng đi hơi cao với những cái đầu của các cầu thủ bên phía TF cả. Đá biên dành cho TF cả. Những tình huống như này là những đường rất quan trọng với họ. Nguy hiểm. Thành Tùng đã chặn được vào trước chế bóng. Đình Tuấn. Đây là câu trả lời của Liên Quân Tân Hưng. Anh Quân dứt điểm. Phản góc dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân Tân Hưng. Thanh Tùng đang bị đau nhưng khá là anh bị chuột rút. Trận đấu đang tạm thời gián đoạn một chút khi thủ môn Thanh Tùng đang bị đau. Thanh Tùng đang phải nhờ chăm sóc y tế.
chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu với quả đá phạt góc dành cho đội tuyển phía Liên Quân Tân Hưng. Vẫn chưa thành công. Dứt điểm, dứt điểm không vào. Và đi bóng dứt điểm ngay là của Thanh Lâm. Vẫn là cái đổ lên của Tuấn Hưng. Tuấn Anh dứt điểm ngay của Tuấn Anh. Sơn Tùng một pha bóng mà cầu thủ số 30 của Tép Gà đó là Tiến Thành một xử lý bóng không thành công. Sơn Tùng kịp không? Tuấn Anh vẫn là Tuấn Anh. Chỉ cần là một quả đá phạt góc dành cho Liên Quân Tân Hưng mà thôi. Dôn Thìn sẽ là người thực hiện đá quả đá phạt góc này. Anh đó không vào. Có được nói là thủ môn Sơn Tùng đang chơi rất hay, rất xuất thần trong hiệp đấu thứ hai này. Những con sóng vỡ bờ đang được Liên Quân Tân Hưng tạo ra. Cái biện may ra chỉ là một bàn, vẫn còn cơ hội dành cho Tép Gà. Sơn Tùng đang cho các đồng đội phía trên sự tự tin. Đánh đầu không vào. Phá đánh đầu vừa rồi là có Dôn Thìn. Dứt điểm. Một quả đá phạt góc dành cho Liên Quân Tuấn Hưng. Những phút cuối đầu thứ hai này là những phút mà Liên Quân Tuấn Hưng tạo ra những sóng gió về phía không thành của Sơn Tùng. Tuấn Anh một pha bắn chìm của Tuấn Anh. Vẫn còn Dôn Thìn. Vẫn là Liên Quân Tân Hưng. Rất bình tĩnh cụ từ Tuấn Anh. Thời gian là không còn nhiều nữa rồi. Đình Tuấn. Vẫn là Đình Tuấn. Đây là Nhật Minh. Cơ ơi anh Quân. Tiếng gọi trong tay vang lên. Liệu có thẻ không? Trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho Nhật Minh, cầu thủ số 32. Một quả đá phạt rất nguy hiểm về phía không thành của Sơn Tùng. Đây là đối trước đó bóng lúc này đó là Lai Huy cùng với Tuấn Anh. Vậy Lai Huy đã đứng trước bóng. Nhiều khả năng sẽ nhờ cho Tuấn Anh. Tuấn Anh bắn chim rồi. Vẫn chưa chính xác. Như đã nói, nếu như SCTFG để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ rất khó để vượt qua được vòng bảng. Với trận thắng này Liên Quân Tân Hưng họ sẽ luôn hy vọng đi tiếp ở bảng B. Và để bóng của Thanh Lâm.
chưa vào. Một cơ hội dành cho các đội bên Lê Quang Tuấn. Không vào. Rất đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc dành cho Lê Quang Tuấn Hưng. Dồn tên. Và xử lý không được nhí của dồn tên. Để con trọng tài vang lên. Và phạm lỗi của Tuấn Anh. Một quả đá phạt dành cho các đội bên phía SCTF cả. Một quả đá phạt rất quan trọng của TF cả. Một pha bóng mà Lê Quang Tuấn Hưng đã chơi tốt. Và đúng lúc này thì đã có kết thúc trận đấu đã vang lên. Xin chúc mừng các đội Lê Quang Tuấn Hưng đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước các đội TFG. Xin chúc mừng các đội Lê Quang Tuấn Hưng một lần nữa. Và xin chia buồn với SCTFG. Đến đây thì trận đấu giữa Lê Quang Tuấn Hưng và TFG sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo.